Hơn 6 giờ sáng ngày 4 tháng 11, tại khu nhà trọ trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ trộm xe máy. Thời điểm trên, một nam sinh mở cửa chính của khu trọ rồi đi vào dắt xe máy của mình ra. Khi nam sinh đang loay hoay thì bên ngoài xuất hiện hai đối tượng chở nhau tới. Người ngồi sau thấy cửa nhà trọ đang mở, liền xuống xe, đi vào bên trong. Lúc này, nam sinh nhìn thấy nhưng lại không nghĩ đây là trộm. Khi nam sinh dắt xe ra khỏi nhà trọ thì tên trộm cũng đã chọn và dắt một chiếc xe ra theo. Tại đây, đối tượng thực hiện hành vi bẻ khóa xe. Lúc này, nam sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đứng nhìn tên trộm bẻ khóa và phóng đi. Được biết, chiếc xe bị mất là của anh D, là sinh viên. Sau vụ việc, anh D đã tới cơ quan công an trình báo.